Nè, bới thùng rác làm gì đây? Tôi đang xem lại những lời hứa của anh lúc mới yêu đấy. Tôi vẫn dốc hết tâm can cho nợ đấy thôi. Thế mà anh để người ta chê cô cháu tôi không bắt kịp công nghệ. Thôi, chí chỉ cần mua cho tôi con smartphone 4G quốc dân mà Viettel đang trợ giá chỉ còn 600 nghìn ấy. Chí mua cho tôi nhé. Tưởng gì? Chúng nó chê tôi không biết đi xe ô tô.